Ôi. Xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rồi. Bên mình đang vẫn còn rất là nhiều xe. Toàn là xe VinFast thôi các bạn. Thì tại vì cái VinFast LED SA bây giờ còn nhiều hơn cả VinFast LED A nữa. Thì cũng là do cái chương trình của VinFast là giảm 100 triệu cho xe lắp SA, mà thêm cái chương trình giảm thuế 50% của nhà nước nữa, cho nên VinFast lắp ở đây rất là nhiều luôn. Nay bên mình có chiếc trắng nè, chiếc trắng này thì phủ xe mít rồi dán phim đó, rất là nhiều. Chiếc này cũng đang chờ dán đổi màu, làm ghế, phủ gầm, dán phim đó. Phía bên này nữa, xung quanh mình toàn là VinFast thôi. Đây có chiếc xanh nè, đủ màu. Thì chiếc xanh này đang làm rất là nhiều, làm vô lăng, làm âm thanh nè. Chiếc này bản lút. Đây có làm âm thanh, đang thay lo. Đó, này thay lo rao zero. Sẵn là để mình coi cái lo zin. Thay 8 lo cánh, thay lo sensor với lại gắn một cái súp. Đó. Này cái súp DB nè. À, mình lắp zin hết thôi để cho nó nghe, nó cải thiện âm thanh, nhưng mà lắp đơn giản nhất, không có chế cháo gì nhiều, cho khách hàng người ta có cái cảm nhận khác biệt, rồi từ từ mình nâng cấp thêm nữa, nó không có quá cái mức tiền. À, như đây nè, ở đây là có cái lo zin của xe VinFast này, lo rất là nhìn rất là dở, lo cũng nghe Made in China cái hãng gì đó, Hasonic. Nó là cùi đít nhỏ xíu à. Đó, nhìn rất là đơn giản, rẻ tiền. Mình thay vào cái lo này, lo này nói chung là nó có thể chọn được, giống như mình muốn nghe nhạc bolero, nhạc chép nhiều á, thì mình có thể đi dây ở trong này. Trong này nó có cho mình hai đường dây, muốn nghe bass nhiều hoặc là muốn nghe chép hoặc là mid nhiều cũng này. Đó, nó có qua cái cục ấy, cục phân tần cho chép. Đấy. Ở đây thì các bạn kỹ thuật đang lắp lên rất là nhiều đồ. Chiếc này cũng phủ ceramic nè, chiếc đỏ. Chiếc này phủ ceramic, camera hành trình với dán phim. Giống như là gần Tết rồi đó, khách hàng người ta lấy xe xong người ta muốn phủ ceramic luôn cho nó đẹp. Đấy. Chiếc này cũng phủ ceramic rồi nè, chiếc này chưa. Chiếc đỏ chưa, chiếc trắng này, A trắng này phủ rồi nè, mà do đậu ở đây hơi lâu rồi, khoảng 3 ngày 4 ngày nay rồi, nên hơi đóng bụi dơ xíu, cách chưa lấy. Đó, màu trắng phủ xe mít, nhìn màu trắng nó rất là rồi, là nó trắng hơn nữa, trắng hơn nguyên bản. Với trong này nè, nó nội thất này. Rồi có thay cái ga lăng, ủa cái vô lăng carbon đấy, chưa bóc ni lông nữa. Khách đưa qua làm trước rồi sau đó khách nhận xe đi luôn, rất là tiện. Vô lăng carbon cầm nó chắc tay với lại nó thể thao lắm. Thêm ở đây có Android box, do cái này màn hình zin của nó bây giờ có tích hợp Apple CarPlay, cái mình có thể cắm cái cục box vô là nó lên Android luôn, cũng xài rất là mượt mà, với giá tiền nó không có cao. À, đây mình có thể cài sẵn việt mép ở đây nè, có dẫn đường giọng nói bằng việt mép luôn. Đó, cái mà đáng tiền nhất là cái này, việt mép nè. Đó, đây nó đang ở nhà, trong nhà cho nên định vị chưa có ok. YouTube nè. Đó, YouTube chỉ cần mình khởi ra mình cắm cục đó, nguồn đó, mình cục bốc đó mình để đó, chỉ cần mình ra xe nổ máy lên là tự động nó nhận rồi nó sử dụng cho mình luôn. Đó, rất là tiện lợi, không phải cắm điện thoại mình nữa. Nói chung là cái này nó tiện hơn, khỏi phải cắm điện thoại. Đấy, rất là đơn giản thôi. Nó có thể cắm được sim 4G vô đây nữa, hoặc là xài qua mạng wifi. Cục nó rất là nhỏ gọn, mình gắn ở đây. Đấy không? Mình để nó cắm rồi cái mình bỏ nó ở trong luôn cái con ngựa này, rất là gọn. À, xe này cũng dán phim Ritual Light,
full xe, lót sàn. Đó, những cái cơ bản thì mình cần thôi. Nhưng mà đây, phía trước nè, thay đổi cái ga lăng rất đẹp. Đó. Ga lăng này gọi là Maserati. Nhìn nó rất là đẹp, nó ngầu hơn. Đó, ngầu hơn nguyên bản nhiều. Đó, đơn giản hơn, thay đổi đơn giản hơn, giống như mình cá nhân lợi một chút xíu là sẽ đẹp. Nói chung là theo cái mắt nhìn của mình nó sẽ gọi là nó đẹp hơn, đi nó theo cá tính của mình. Rồi đây còn có một chiếc trắng nữa. Chiếc này ở Bảo Lộc nè. Anh trai này rất là dễ thương. Ảnh xuống mình, ảnh liên hệ trước xong ảnh xuống ảnh để xe lại luôn. Nào làm xong giao cho ảnh thôi. Ở đây nó có để mình làm xong cái lipo rồi nè. Lipo này lipo mẫu mẹt. Đó, anh em thích kiểu sang trọng cho cái xe này. Lip mẹt. Ở trong đây rất lộn xộn nhưng mà ở đây là có led nội thất nè. Chiếc này bản lốt, ủa chiếc bay chứ, bản bay. Mình nâng cấp led nội thất. Led rồ cộng nè. Rồi cửa hít dô tuôn cho nên mình bỏ ra, này là cửa hít zin, ngàm zin nè. Mình bỏ ra đây để nữa cất lại trả lại khách. Đây qua đây thử cửa hít lượt luôn rồi. Mà chưa ráp hoàn thiện. Đó, ha. Mình đóng hơi mạnh. Nè. Đó, cửa hít dô tuôn cái tiếng mình nghe nè. Nghe cái tiếng cái tạch nó rất là chắc giống như BM vậy. Đó. Rất là chắc. Đây có làm thêm nhiều nè. Cái này mình gỡ mất cái mặt nạ ga lăng rồi. Đây độ đèn. Thay ga lăng. Đó, sẵn là gỡ hết luôn. Ở đây là dây mình làm sẵn để chờ gắn đèn lên nè. Đấy. Cắm dắt hoàn toàn hết, cắm dắt. Đây là làm 4 bi. 4 bi laser. Đó. Đây có mâm luôn, mâm chuẩn bị sẵn cho chiếc lách trắng này luôn. Kiểu may bát rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn. Này là cái logo nè. Có cái logo VinFast lên đây nữa, nhìn gắm vô là đẹp lắm. Mình lên clip hoàn thiện mình sẽ quay lại clip chở xe này. Rất đẹp. Có rất là nhiều mẫu mâm cho xe VinFast. Tùy vào cái phong cách của mình thôi. Này có đang dán nóc nè. Còn dán cái phần gương với phần tay nắm cửa nữa. Nội thất thì chưa hoàn thiện. Đang làm led nội thất, vô lăng. Rồi cam 360 DCT luôn. DCT lock bản T3. Thì ghế điện hai bên. Chung là nhiều lắm, chiếc xe này làm 150 triệu. Có đuôi gió nữa nhưng mà chưa. Thấy không? Quay cái này mặt cái lăng này đẹp thật. Nhìn. Nó đẹp. Thay đổi cái mặt cái lăng thôi nhìn rất là ấn tượng à. Rồi. Nào nữa nha. Này đi. Giờ hai chiếc lắc ở trong nhà đi. Trong phòng đi. Đây là phòng ceramic với dán phim bên mình nè. Đây là hai chiếc. Này phủ chiếc trắng này phủ 5 lớp ceramic. Chiếc đen này phủ 3 lớp rồi. Đó. Mà phủ xong hết rồi, đang chờ khách đến lấy để trong đây cho nó đẹp. Đó, thì mình vô quay sơ cái độ bóng cũng được. Mở đèn lên. Các bạn kỹ thuật về 9 giờ làm mấy hôm mà. Đó. Đây màu trắng ha, chiếc trắng chiếc đen. Chiếc trắng này là bản full. Chiếc này độ nhiều lắm. Có cái ốp gương carbon luôn nè. Cái này là phải để lại làm rất lâu nè. Nhìn rất là đẹp. Thêm cái đường chỉ line màu đỏ nữa. Đấy. Có vô lăng luôn nhưng mà mình chưa có. Màu sơn màu trắng nhưng phủ xi mít. Đó, phủ xi mít nhìn mướt mượt luôn. Không phải màu trắng phủ lên là không có hiệu ứng đâu. Nhưng có hiệu ứng nhưng mình nhìn nó rất là mướt.
Biết này có cửa hết luôn, cửa hết vô tôn luôn. Bên mình dán phim ba em từ đây đi, đây dễ thấy rồi. Cửa hết bây giờ vô tôn mình đó. À, nó nghe tạch rất là đã, rất là chắc chắn đó, chắc cực kỳ. Ở phần trên nè, đây thì cái vô lăng bị gỡ, mình tại mình đang đi làm carbon hình như có rồi, mình chưa có lắp lên. Cam 360 DCT lắp rồi nè, để bật lên cho mình coi thử, sáng lắm. Sáng rồi. LED nội thất, chiếc này LED nội thất zin. Đó, 360 DCT rất là sáng luôn, ban đêm nè nhìn rất là rõ, chứ không phải là nó như cái bản zin đâu, nó rõ lắm. Khách hàng lắp đều rất là ưng ý, còn cam zin thì thôi bỏ qua. Ok, nhiều lắm ở đây, cửa topi, cửa mình topi đóng hơi mạnh, quên có cửa hết. Cái này nè, lắc SA là đa số là khách hàng gia đình, mình chở gia đình hay là chở sếp rồi đó, thường gắn cửa hít nó rất là gọi là xịn sò, nó sang trọng. Bên này đi, bên này thì chiếc này SA màu đen, chiếc này được phủ C-Mix. Không biết được phủ mấy lớp vào đây. Nó nhìn màu đen thì nhìn nó rất là óng ánh, nên nó rồi là nó như soi gương được vậy, rất là bóng đẹp. Mà chiếc màu đen là chiếc xe làm khó nhất, xe limit là nhưng mà khó nhất trong các màu. Chiếc này này làm xe limit, chiếc camera hành trình dán phim thôi. Ok, như là còn một chiếc nữa, còn một chiếc xe, một chiếc lắc A rất là dáng đổi màu rất là đẹp ngoài trước. Nhìn từ xa đi, nhìn từ xa tổng quan chiếc xe, tổng quát chiếc xe. Chiếc xe này xưa dáng bên mình màu vàng cát, nhưng mà nay đổi lại thành màu đen với màu tông cam. Đó. Hai tông màu thôi, màu đen nhám với lại màu cam thôi. Nhìn cũng rất là đẹp luôn, lên bô nữa, bô Akamovic nhìn thể thao luôn. Chiếc này thì cũng làm gì nhỉ, nó LED nội thất nữa, nhưng mình sắp thôi đi, LED nội thất bình thường quá, chiếc nào cũng quay. Chỉ có cái màu sắc thôi, Tết thì hoặc là mình muốn thay đổi nó màu sắc hoàn toàn luôn, mình chỉ có dán đổi màu thôi. Giá tiền thì một chiếc mình dán đề can cao cấp 16 đến 17 triệu. Đó. Nhưng mà nó thay đổi hoàn toàn. Cái mặt ga lăng ha. Đó, mặt ga lăng Mercedes, nhưng mà mẫu này là cái mẫu khác. Khác với cái mẫu xe trắng lại. Mẫu này thì nhìn nó có vẻ nó phong cách nó sẽ sang hơn cái thằng kia thì dữ dằn hơn. Cái xe này đậu ban đêm là nhìn không thấy xe luôn, thấy cái viền màu cam với lại cái bánh xe vòng tròn thôi. Ra đây nhìn, đây nhìn thẳng vô trong cửa hàng của mình nè, rất là đông xe VinFast. Không ngờ là sau mà cái đợt mà giảm giá 100 triệu cho xe lắc SA với lại giảm 150% thế trước bạ thì anh em gọi là lấy xe VinFast rất là nhiều. Không ngờ là xe VinFast mình lại gọi là nó phát triển nhanh đến vậy. Đó, thấy vậy cũng mừng, mình cũng có một chiếc, là chiếc Fadil. Đó, nhưng đi rất là ok. Ok thôi.
Ơi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào các video tiếp theo nhé.